Tình hình dịch bệnh khó khăn kéo dài suốt 2 tháng qua đã khiến không ít người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng theo. Không có việc, họ khó bám trụ lại thành phố nên đã tìm mọi cách để trở về quê nhà như chạy xe máy, nhờ sự hỗ trợ từ Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc thậm chí là đi bộ. Như trường hợp vừa qua thì trên báo đưa tin về trường hợp một cặp cha con đi bộ từ Sài Gòn về Trà Vinh với quãng đường dài hơn 100 km, khoảng 140 km. Cụ thể đó là hoàn cảnh của ông NVN, 57 tuổi và con trai là NTT, 28 tuổi, quê ở ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Vợ của ông N là bà T, mắc bệnh hiểm nghèo, phải chữa trị bằng xạ trị và uống thuốc liều cao trong vòng 2 năm nay. Để duy trì sự sống cho vợ thì ông phải bán đất, bán ruộng rồi cùng con trai lên thành phố kiếm tiền làm việc. Trước dịch, cha con ông N làm tại chợ đầu mối Thủ Đức bằng công việc bốc vác thuê và vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng do tình hình dịch bệnh kéo dài trong rất nhiều tháng, cha con ông không có việc làm, lại thiếu tiền trả trọ và sinh hoạt nên quyết định đã về quê. Ông N cho biết hai cha con đã đi bộ từ sáng ngày 28 tháng 7 từ Thủ Đức ra quốc lộ 1 để về Trà Vinh. Đồ dùng của cha con ông chỉ đơn giản là vài bộ quần áo cũ, hai tấm mền và 30.000 đồng. Trong suốt hành trình của mình thì ông được rất nhiều người giúp đỡ như cho quả giang, mì tôm, bánh mì nên cũng cầm cự được một quãng đường rất dài. Tuy nhiên thì sau khi đến chốt kiểm soát Long An tại huyện Bến Lức, cha con ông bị lực lượng chức năng giữ lại do không có đủ giấy tờ theo quy định. Ngồi bên vệ đường cạnh chốt kiểm soát, ông N bất lực cùng con trai gặp mì tôm sống cầm hơi. Biết được câu chuyện của ông N, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát huyện Bến Lức để báo cáo cấp trên và tìm hướng giải quyết giúp đỡ hai cha con của ông.